Bạn sẽ làm gì nếu mọi nhân viên nữ trong công ty đều nhìn bạn với ánh mắt thèm khát? Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, mình vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng sau 24 giờ thất nghiệp, anh đã có được công việc mới. Trang thấy mình vui không kém vì anh là nhân viên nam duy nhất ở đây. Đến màn giới thiệu, mình vô cùng căng thẳng vì em nào cũng nhìn như muốn làm thịt mình vậy. Mình khua môi múa mép và được tất cả nhân viên nữ vỗ tay. Ai cũng hỏi thăm mình, nhưng sếp lại kêu mọi người về chỗ. Vừa mới vào bà đã giao dự án mang tầm cỡ quốc gia và cần mình hoàn thành trước giờ làm. Mình ngập ngừng đồng ý, mọi nhân viên nữ đầu tha cho mình, hết em này rủ ăn em kia lại rủ mình đi dạo. Sếp thì ép mình đi ăn, lấy thẻ công ty ra cà cho mình luôn. Mình mới đồng ý, ăn mà cũng áp lực ngang, hết em này gạ đến em kia thả thính. Ngân hỏi gu bạn gái mình chỉ bảo không quan trọng mặt mũi như nào, có tâm hồn và còn thở là được. Khiến cho Ngân vui hết cỡ, vào giờ làm, được 1P, Trang lại bắt đầu hỏi han về công việc của mình. Rồi tranh rủ mình đi dạo quanh, tiện vào phòng nghỉ một tí. Mình chưa làm ăn được cái gì, cảm giác như kẻ trộm thời gian của công ty, nhưng Trang cứ gật gật bảo mình yên tâm. Không hưởng phúc một mình, Trang dẫn mình cho các chị em ngắm. Sau đó, Trang giới thiệu tài liệu, dụng cụ của công ty. Rồi Trang dẫn mình đi khắp nơi, và cuối cùng dẫn mình vào một phòng họp tối. Đang tâm sự chưa lâu thì sếp đến, cô khó chịu vô cùng. Hóa ra ta để ý đến anh từ lúc mới vào làm việc thế nhưng Trang đã cướp mất cơ hội tiếp cận của cô lấy cớ chửi Trang không làm mà đòi có ăn. Tan làm, Quỳnh xin sếp về trước nhưng bà lại bảo tối họp đến 12 giờ đêm tiếp, làm cô hết muốn nghỉ, ngược lại đến mình, em sếp lại nhẹ nhàng, anh chưa làm xong thì về cũng được. Không cần cố quá, rồi nói Trang cần phải cố gắng như anh. Tan làm, mình gọi Trang lại, cảm ơn Trang về ngày hôm nay đã giúp anh hòa nhập cộng đồng. Nhưng cảm ơn không mà được, Trang lại rủ anh đi uống nước. Nếu là mình bạn định làm gì? Ngày hôm sau, bà sếp ghen tị đã bắt mình ở lại tăng ca buổi tối. Nhưng vẫn không quên khen mình nứt lưỡi cùng với việc mặc áo bó sát nhìn thấy hết bười. Vừa vào giờ làm hơn chục nhân viên nữ đã túm tụm lại để bàn về kế hoạch thu phục được mình. Sếp nghe thấy được lại vô cùng khó chịu, sau đó giải tán quốc hội ngay lập tức. Ngân bán mình cho công ty đã lâu xin nghỉ nửa ngày lại bị hót cho một bài. Qua đánh chỗ Trang, lại sạc cho Trang một trận nữa. Bảo Trang dạy mình edit mà Trang toàn đi mình thôi. Trang còn gan lì nói với sếp là từ từ khoai sẽ nhừ khiến bà không còn gì để nói. Sếp cho Trang đi về trước. Đến cuối giờ, mọi người về hết, bà sếp chơi chiều tắt hết điện để nóng quá mà cởi vạch áo cho anh xem. Mình nhìn thấy tí thì chảy cả dãi. Sếp sửa bài cho mình, sửa xong thì bà ngồi lên bàn mình luôn. Mình nhìn thấy giả vờ hỏi nhưng có lọt tai được chữ nào. Chán quá, bà sếp quyết định rủ anh ăn. Bà vén tóc lên, sao lúc buộc tóc lại xinh đến vậy? Mình bắt đầu hồi hộp, hỏi ăn có ngon không? Sau đó định đi ra chỗ khác để thú tính không nổi lên thế nhưng sếp ngăn lại. Sau đó, người sếp lạnh lùng tự nhiên trở nên cười nhiều hơn. Cô tâm sự với anh tâm sự với cô. Cô bảo lạnh lùng vậy anh có ghét không? Anh phủ nhận, đôi bên kẻ tung người hứng và cuối cùng rủ chơi nhau đêm nay. Nếu là mình bạn có đi với sếp không? Hãy để lại bình luận phía dưới cho đi hai tì biết với nhé.